Ngày 9 tháng 8, Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom đã triển khai đợt 4 tiêm vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca cho cán bộ công nhân lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn huyện. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Sung, doanh nghiệp chuyên sản xuất giày thể thao ở khu công nghiệp Bào Xéo, ngay trong buổi sáng, gần 500 công nhân lao động của công ty đã hoàn thành việc khám sàng lọc và tiêm mũi vaccine đầu tiên. Ngày đầu chúng tôi ra quân thì cố gắng khoảng 800 đến 1.000 công nhân tiêm cái chủng loại là AstraZeneca. Và ngày hôm nay thì nói chung kế hoạch là cũng tương đối đạt. Thì trong vài ngày tới chúng tôi sẽ tăng cái tốc độ lên, cố gắng hoàn thành trong 3 đến 4 ngày. Những công nhân được tiêm vaccine đều bày tỏ sự vui mừng sau thời gian mong chờ. Và sau khi được tiêm mũi 1, ai cũng cảm thấy yên tâm hơn trong thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát như hiện nay. Hôm nay được chích mũi đầu tiên thì thấy cũng khỏe khoắn. Thứ nhất là thấy sức khỏe nó khác. Thứ hai nữa là thấy tinh thần cũng vui nữa. Tôi mong muốn là chính quyền cũng như là công ty quan tâm đến chị em công nhân để tạo điều kiện như thế nào để cho tất cả chị em được tiêm ngừa để phòng bệnh. Và cũng mong muốn là được đi làm lại, chứ ở nhà thì cũng rất là khó khăn. Trong đợt này, công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Sung được phân bổ gần 6,4 ngàn liều vaccine chích mũi đầu tiên cho công nhân lao động của công ty. Với gần 25 ngàn công nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Sung là doanh nghiệp có số lượng công nhân đông nhất trên địa bàn huyện Trảng Bom. Theo lãnh đạo công ty, thực hiện phòng chống dịch bệnh, từ ngày 22 tháng 7 đến nay, đơn vị đã tạm ngưng sản xuất. Vì vậy, đợt tiêm vaccine lần này tạo tâm lý yên tâm hơn cho người lao động và cũng là tín hiệu tốt để các doanh nghiệp có thể sớm phục hồi lại sản xuất trong thời gian sớm nhất. Với vai trò là công đoàn, chúng ta công đoàn xã thì tôi cảm thấy rất là vui mừng và anh chị em công dân cũng cảm thấy rất là phấn khởi. Từ sáng thì cũng rất là nhiều anh chị em đã tới đây và chờ đợi để được đến lượt tiêm vaccine của cho mình. Thì với cái tình hình phức tạp như vậy thì có vaccine thì mới có thể là mang lại hiệu quả trong cái công tác phòng dịch tốt nhất. Trong đợt 4, huyện Trảng Bom được phân bổ tổng cộng hơn 28,5 ngàn liều vaccine. Theo kế hoạch, từ ngày 9 đến 14 tháng 8, Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom sẽ tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1 cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao như lãnh đạo các doanh nghiệp, lao động người nước ngoài, ban chỉ đạo, tổ COVID của các doanh nghiệp, cán bộ công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện. Với mục tiêu đạt 95% đối tượng theo kế hoạch được tiêm vaccine và an toàn tiêm chủng, huyện Trảng Bom đã huy động toàn bộ điểm tiêm chủng thuộc hệ thống y tế công lập và ngoài công lập cùng thực hiện chiến dịch.